Chào mừng quý vị, tôi là bác sĩ David Đặng. Trong cái video này, quý vị sẽ học được 4 điều. Điều thứ nhất là căng thẳng và cái sự nguy hiểm của cái bệnh căng thẳng mãn tính. Điều thứ hai là làm gì nếu quý vị bị cái bệnh ngất xỉu. Điều thứ ba, đau dạ dày và khó tiêu. Và bệnh thứ tư là một cái bệnh tiểu đường và cái bệnh thần kinh gây bởi vì cái bệnh tiểu đường lâu dài. Tôi hy vọng quý vị học được điều mới trong cái video này. Hãy nhấn cái nút thumbs up và cái nút subscribe nếu quý vị muốn xem nhiều video hơn trong tương lai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hãy giữ gìn sức khỏe và an toàn. Hello, tôi là bác sĩ David Đặng. Alo. Hello, chào cô. Alo. Hello, chào cô ạ. Alo, bác sĩ đang nói trên đài phải không? Dạ đúng rồi, bác ơi, bác đặt câu hỏi đi bác. Dạ, thưa bác sĩ, là tôi cái đầu tôi hay nhất Dạ. á. Dạ. Dạ. Dạ, tôi bị té cầu thang máy ở nọt một lần rồi lần té ở nhà nữa. Rồi. Nhưng mà không có bị mổ cái đầu. Dạ. Bây giờ cả năm nay, 2 năm nay tôi hết rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng thì nó nhức cái đầu quá. Té bên tay mặt mà nó nhức bên tay trái rồi bác sĩ. Dạ. Rồi không biết bây giờ chữa làm sao cho nó hết. Bác Mà cái với lại đêm ngủ không được. Nó cứ nhớ chuyện 45 năm tới bây giờ. Đời 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 đời. Dạ. Rồi nhất tới giờ. Dạ Cứ đúng. nhớ hoài ngủ được. Đêm nào cũng ngủ được hết. Tôi Suốt ngủ. nghe bác Rồi gái bây không? giờ cái người nó đờ đẫn lắm. Rồi. Rồi không biết là bác sĩ là có thuốc gì chữa cái đầu giùm tôi cho nó đừng có nhớ cái chuyện hồi xưa không? Dạ, bây giờ Dạ. bác xin lỗi bác gái năm nay được mấy tuổi rồi bác gái? Bác gái được năm nay được mấy tuổi rồi? Tôi là Mỹ Lê. Dạ thưa tôi hồi năm 48 chục. 80 tuổi rồi. Rồi. Hồi hồi thời Nhật tới giờ tôi còn nhớ đó bác sĩ. Wow. Khổ quá khổ. Dạ. Nhớ tới đâu cái là uống được không à. Phải uống thuốc ngủ mỗi ngày á. Còn nghe bác gái không? Bác gái bây giờ bác gái nên đi bác sĩ gia đình đó. Bác gái nói bác sĩ gia đình giống như bác Dạ nói tôi cháu có đi hoài chứ thỉnh thoảng cũng đi. vậy. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ bác cứ nghe tivi cháu sẽ trả lời cho bác nha. Nha, trả lời cho bác chưa? Rồi, bây giờ thứ nhất á, là bác này á, bị nhức đầu mà té 2 năm về trước, 3 năm về trước thì sao á, đúng không? Cái té này á, cái nhức đầu của bác gái đó không phải là tại vì mình té mà nhức đầu rồi, tại thường thường mình té đó nó nhức đầu á thì nó nhức đầu một thời gian thôi à. Tuy nhiên nếu mà mình chảy máu trên đầu á, thì nó nguy hiểm, nhưng mà nếu mình không có chảy máu trên đầu á, thì nó sẽ qua được cái thời gian đó, nó sẽ bình thường lại nha. Hình như cái té này á, nó nhức đầu bên mình té bên trái, nhức đầu bên phải, thì chỉ cái nhức đầu này là cái, một cái bệnh khác. Mà thường thường cái lý do mà có thể bác này bị nhức đầu là tại cháu nghĩ bác nghĩ ngủ không được, đúng không? Mà ngủ không được á thì nó làm cho mình rất là khó chịu, làm cho rất là bực bội, mà nó gây mấy cái bệnh khác nữa, giống như cao máu, nó làm cho mình bị tăng cái đường lên, có thể gây tới tiểu đường. Hình như cái này bác phải nên nói chuyện với bác sĩ gia đình đó, nói là vì sao do giúp cho tôi ngủ. Nếu mà mình nghĩ mấy cái đời mà giống như là 40 năm, 60 năm về trước, 80, 60 năm về trước, đúng không, thì mình phải nói với bác sĩ gia đình đó, cho mình mấy cái thuốc thần kinh, nó sẽ giúp cho mình cái về cái về cái nó gọi cái anxiety đi của mình, về cái tâm lý của mình, để cho nó giúp cho mình ngủ được nha. Rồi tại nếu mà ngủ không được kinh niên mà để lâu dài quá nó sẽ gây nhiều bệnh lắm bác gái ơi, chứ không phải là mình nghĩ là mình ngủ không được là tại vì mình không sao. Nếu mà mình ngủ không được nó làm tăng cái tỷ lệ lên, là nó tăng lên gọi là một cái stress hormone. Thường thường mấy người mà mập phì, mấy người lên ký nhiều á mà người ta khó xuống ký á, là tại sao người ta nhiều stress hormone quá, là một reason á, là một lý do đó, là tại người ta ngủ không được, đúng không? Nó làm cho tăng lên cái chất gọi là cái cortisol, nó gọi là cái stress hormone. Cái stress hormone này nó làm cho nó slow down cái metabolism của cái người bệnh nhân, cái gì cũng chậm lại hết trơn á. Mà nó chậm lại á thì mình không dùng nhiều energy, mình sẽ tăng ký lên. Hello, tôi là bác sĩ David Đặng. Dạ bác sĩ, tôi xin hỏi tôi ở Houston, Texas, tôi tên là Tommy. Dạ, tôi tham mê Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ coi tôi đang có bệnh suyễn. hả? Tôi học hồi trẻ từ nhỏ cho tới lớn lên tới 26 tuổi tôi bị suyễn dữ lắm. Đúng. Nhưng mà tôi đã hết 30 năm nay, tôi mới trở lại đây một năm mấy.
nhưng mà tôi không biết lý do gì mà mỗi lần mà tôi ho bác sĩ, à hả? Tôi ho một hai cái đầu nó làm cho tôi giống như là bất tỉnh. Wow. Ok. Dạ. Nó làm cho tôi muốn bất tỉnh vậy á. Okay. Mỗi đêm bác sĩ là tôi thấy tôi chết không à. Tại vì tôi đang ngủ nửa khuya rồi nó nghẹt mà tôi bơm thuốc. Bơm thuốc nó nghẹt cứng luôn á. Đúng rồi. Tôi bơm thuốc lâu lắm. Dạ. Đúng. Mà mỗi đêm mà tôi bị nó lên cơn vậy là tôi phải cởi áo ra, mồ hôi tôi nó đổ. Wow. Ok. Tôi thấy chết không à. Đúng. Đúng. Dạ, mỗi đêm như vậy luôn. Chú, xin lỗi chú năm nay được mấy tuổi rồi chú? Dạ tôi sinh năm 62, tất nhiên là cũng 57 58 tuổi rồi. 57 58 tuổi rồi. Bây giờ như vậy cái này quan trọng nha chú. Thứ nhất á, chú này chắc hy vọng chú đâu hút thuốc lá đâu phải không? Dạ tôi có. Tôi phải bỏ. Phải bỏ chú ơi. Cái này dạ. Chú này sẽ một ngày nào đó chú này sẽ bị tai nạn đó bác chú ơi nha. Thứ nhất dạ, đó bây giờ giảng nghĩa đó. Cho chú này cái này hơi nguy hiểm. Dạ đúng rồi, cái này hơi nguy hiểm nha chú. Cái này không phải là về phổi chú không đâu nha, cái này có thể về tim với chú đó nha. Hèn chi bây giờ đó nếu mà chú ở Houston đó, làm ơn đi bác sĩ gia đình để cho người khác khám phổi khám tim giùm nha. Là tại vì một có chú ơi, người ta chưa có tìm hiểu được thôi. Thường thường á, cái này á, nếu mà chú ho mà chú black out á, thường thường có khi nó nghẹt cái mạch máu trên cái cổ của chú á, nó làm cho không có đủ máu trên chạy lên đầu á, nó làm cho mình bị black out á. Có thể nhiều khi cái cổ tôi nó cũng hơi đau đau. Dạ, hình như chú này bây giờ á, make sure người ta siêu âm cái cổ mình, có khi người ta nó gọi là vagal movement, nó quay cái cổ mình cái tự mình muốn xỉu á, là miên là nó làm nghẹt cái mạch máu trên cái cổ chú đó. Nhưng mà cái này again, chú phải cần đi cái bác sĩ chuyên khoa về, thường thường người ta đi bác sĩ chuyên khoa về tim á nha, hay là về phổi đó, đi cho người ta khám chú cho nó kỹ chút xíu đi. Nhưng mà phải bỏ thuốc lá đi, tại tại cái này nó sẽ gây tới một cái ngày nào đó chú này sẽ bị tai nạn đó chú, có thể là bị đau tim. Dạ, tôi thấy tôi chết mỗi đêm không? Cái mà thấy chết mỗi đêm đó, chú biết tại sao chú bị thấy vậy không? Một phần là chú bị anxiety đó chú bị nó gọi là hồi hộp đó chú nha. Hình như cái này nguy hiểm không, đó. Không phải là tại vì nó tôi ho mỗi cái là bắt đầu là nó lóc cứng luôn, tôi không thở được. Yeah, đúng. Yeah. Tôi phải bơm thuốc dữ lắm á. Đúng. Nó ngã ra từ từ. Đúng. Cái này cái nguy hiểm đó chú ơi, chú đừng y cái này giùm nha, làm ơn đi đi bác sĩ, có thể đi emergency, có thể đi urgent care, đi bác sĩ gia đình gì đó, đi liền đi nha. Chứ đừng có đợi, trời cái này nguy hiểm đó chú nha, hy vọng trả lời được cho chú nha. Ok, như vậy bây giờ mình nói là mình xin đi bác sĩ gì. Bây giờ chứ mình nói bác sĩ gia đình đó. Đúng rồi, bây giờ dễ lắm, chú vô bác sĩ gia đình đó, chú nói giống như chú mới kể, giống như nói kể mới kể giống như nãy vậy đó. Tôi tối ngủ thở không được, tôi muốn gần chết rồi, xong cái cứng người, xong muốn pass out, đại khái nói giống như vậy đó. Thì người ta bắt buộc phải làm cho chú tất cả cái gì mà ta làm được nha. Đo tim, chụp hình phổi, đo ống thổi, đo cái phổi mình, bắt mình thở thở vô cái ống á, để cho cái lượng cái phổi mình nó có mạnh bao nhiêu. Đúng không? Mình phải làm tất cả mấy cái này, make sure. Tại vì nếu mà muốn làm á, trong tương lai chú này sẽ bị tai nạn đó nha. Hy vọng trả lời cho chú ha. Dạ dạ, ok, cảm ơn. Hello, tôi là bác sĩ David Đặng. Dạ, hello. Hello, dạ, hello, tôi là David, bác sĩ David Đặng. Dạ, em chào bác sĩ David Đặng ạ. Dạ, chào cô. Dạ, bác sĩ em cho em hỏi là cái thuốc Omeprazole trị bao tử á, 20mg á, cái thuốc uống có bị ngứa không? Tại vì một người bạn uống vô một viên hai giờ thì bị ngứa kinh khủng. Đúng. Rồi em viên thứ năm thứ sáu thì bắt đầu cũng ngứa, em nổi gì về. Đúng. Ở khoảng bằng mấy cái đốt ngón tay gì về nó nâu mà nó ngứa dùng bụng dùng mà dưới đầu gối phía sau cái đầu gối rồi eo đó. Đúng. Rồi rồi em ngưng thì nó hết ngứa. Đúng. Không phải là nó bị không là cái hiệu đó. Cái thứ hai bác sĩ cái thuốc tim mà bác em không bị tim, em chỉ đi khám 3 tháng 6 tháng lần thôi, nhưng mà con cái em nghẹt em khó thở, bởi vì bác sĩ phổi em diễn tả cái đó là nó có cái cục gì giống như trong cái ngực mình, nó làm mình cứ nghẹt thở hả hả miệng thở dốc. Hả? Uống hạt nước vô và thì thấy nó dễ thở, nó đỡ. Okay. Ngưng chừng một phút thì nó lại khó thở, tức là hớp hai ba
hớp nước vô thì nó nhẹ. Đúng. Thì bác sĩ nói là em bị cái chất axit nó dư nhiều quá cho nó tống lên, nó uống thì vô cho nó bớt cái axit nó nhẹ. Thì bác sĩ David cho em biết ý kiến về cái thuốc bao tử đó, dạ. Omeprazole cái thứ nhất, cái thứ hai nó em cũng diễn tả gì cho bác sĩ tim. Dạ. Mà đó chỉ cho em làm siêu âm tim, làm cái thử tim trong bệnh viện hết, đo rồi chụp tim hết rồi. Đúng. Chụp cái động mạch chủ thì nói bình thường. Đúng. Sau khi mô tả vậy thì bác sĩ cho em cái thứ là isosorb by mono 3 microgram. Đúng. Thì bác sĩ là cái thuốc là thuốc ngực. Còn em hỏi dược sĩ thì dược sĩ nói cái thuốc này uống cho cái mạch máu nó nở ra, là nó đẩy máu vào cho tốt, lưu thông tốt. Thì đúng. Bác sĩ em muốn confirm với bác sĩ nữa là cái thuốc tim này nó, tại vì hôm bữa giờ cho đầu tháng 7 thì em chưa có dám uống nữa, tại vì dạ. Thấy em sợ uống nhiều thuốc quá, cho nên bác sĩ David làm ơn cho em biết hai dạ. Cái thuốc nha bác sĩ. Dạ dạ ok, trả lời cho cô này một câu hỏi thành ra 4 câu hỏi. Ok, trả lời cho cô, cô gắng nghe nha, trả lời cô từng câu. Cho thứ nhất á, là cái thuốc Prilosec á, là thuốc Omeprazole đó, nó làm cho cô ngứa đó, cái đó đúng đó cô nha. Hàng chi bây giờ cô, cái đó là một cái phán phụ của cái thuốc á. Hàng chi nếu mà cô bị ngứa về cái thuốc Omeprazole đó thì nói bác sĩ gia đình đổi cho mình thuốc khác đi, nhiều loại lắm. Yeah. Nexium, Thobazole, rồi Pepcid, Zantac, rất là nhiều loại nha. Có thể mình uống được, mình thay được cái Omeprazole nha, Lansoprazole, so mình thay được cái thuốc đó, đúng không? Chứ mình không cần thuốc đó đâu. Rồi cái câu thứ hai, câu hỏi đó là bây giờ ở chua đó, tối con nằm ngủ đó, axit nó lên đó, nếu mà con đi bác sĩ tim đó, người ta đã thử tất cả rồi, làm treadmill là chạy trên cái máy đó, xong nó đo tim cho mình, rồi xong siêu âm tim, có khi làm nuclear scan mà không phải là tim đó, thì đúng cái người bác sĩ tim nó đúng là tại vì ở chua mình nên đó, cái axit nó lên nó làm cho mình bị burn là nó bị cháy cái thực quản của mình, nó cháy thực quản thì nó làm cho mình bị muscle, bị spasm, thì giống như đau tim vậy đó. Nó làm cho nhói cái ngực vậy đó, đúng không? Thì cái đó thì đúng, mỗi lần mình nằm xuống cái axit nó lên nó làm cho giống như mình đau cái ngực. Hèn chi cái này cô phải cần uống cái thuốc để bớt cái axit đó đi. Thì không phải là Omeprazole không đâu, có người ta phải uống hai loại luôn cô. Nó phải uống một cái gọi là một cái Zantac và một cái Omeprazole, hai cái, một cái buổi sáng một cái buổi tối để đem cái axit xuống thiệt nhiều càng tốt, đúng không? Tuy nhiên nếu mà cô này chưa đi bác sĩ về bao tử thì cô nên đi bác sĩ bao tử để cho soi bao tử, make sure là cô không có cái vi trùng ở trong cái bao tử của cô. Cái vi trùng thường nó gọi là E. pylori, là cái con vi trùng nó hay làm lét bao tử lắm. Hay như cô này nên đi bác sĩ bao tử để cho người ta soi, người ta thí nghiệm cái axit trong cái, make sure là cô không có vi trùng này. Tại nếu mà trị được con vi trùng này á, là cô ok đó cô, nó sẽ trở lại bình thường á. Nhưng mà nếu cô không trị á thì dù là cô uống thuốc bao tử biết bao nhiêu nó vẫn còn phát triển như thường, là nó vẫn còn đau bao tử mình như thường. Hay như mình phải giết chết con vi trùng. Dạ em dạ. Không phải là đau tử như người ta nặng bác sĩ cồn đau ôm bụng, nhưng mà em á là tại vì ngợp ngạt thở, giống như trong cái ức của mình nó có một cái cục gì trọng, em muốn giật cái cục ra để cho em thở. Đúng đúng. Bác sĩ về phổi giải thích là khám bệnh hết, làm slip tới đi không bị hết, nhưng mà em quay lại em tái khám lại 3 tháng thì em bị triệu chứng lâu rồi, em mới thì bác sĩ nói cho em uống thử cái này, tại vì cái chất axit nó dư cho nên uống cái này để cho nó bớt lại, chứ không phải là stop cái axit. Đúng. Rồi em đi bác sĩ tim. Bác sĩ em cũng diễn tả thì bác sĩ tim cho em cái thuốc đó đó bác sĩ, cái ai. À số số bài. Ai thì bác sĩ nói là cho cái thuốc này uống thì em không dám hút thuốc tim này nữa, bác sĩ nghĩ cơ, bác sĩ David nghĩ là em có nên uống cái thuốc tim này vô không? Nó sợ người uống nhiều thuốc em ngại quá. Nó cô ơi, tại bác sĩ tim cho cô uống, cô nên cô uống thử đi. Tại tính hỏi cô uống chưa, mà nếu uống rồi thì có hiệu quả hay không, thì nếu bác sĩ tim cho cô nên uống thử đi cô. Tại nếu cô uống thử mà cô bớt á, là cái này là một phần đó là ảnh hưởng về cái tim của cô đó nha. Cái thuốc này nó sẽ giúp cho cái mạch máu của tim, nó thường thường nó dành cho mấy người yếu tim đó cô. Hình như nếu mà cô uống mà nó bớt là cô này có bị bệnh tim thiệt đó nha. Hình như hy vọng trả lời được cho cô ha. Dạ. Hello, tôi là bác sĩ Hello, tôi là bác sĩ David Đặng. Tôi có bệnh tiểu đường mà bác sĩ bây giờ đang cho tôi uống gabapentin và kiprai, mà tôi có hai bàn chân mà máu nó chạy gì đó, nó nhức như là mình bước trên than hồng đó. Dạ đúng rồi. Để nhờ các bác sĩ chỉ coi là có phương thức nào mà thấy cho nó đỡ không? Dạ được. Bây giờ bác này tắt cái tivi cho, tắt cái điện thoại đi cho giảng nghĩa trên tivi cho bác nha. Bây giờ thì cái người này
bị tiểu đường, chắc cũng lâu dài lắm rồi, bị nặng rồi. Hay chứ bây giờ nó làm hư cái dây thần kinh của cái bàn chân của cái bác này, nó làm cho mình bị tê, nó làm cho mình bị nóng, nó giống như cháy lửa, giống như đi trên thang nãy bác nói đó. Thì lý do là tại cái dây thần kinh nó bị hư. Hay chứ cái người bác sĩ người ta cho cái thuốc gọi là gabapentin. Gabapentin nó sẽ giúp cho cái dây thần kinh của cái người bệnh nhân để cho nó bớt. Tuy nhiên cái gabapentin nó rất là chậm, nhất là trong mấy người lớn tuổi mình phải cho cái một cái lượng rất là thấp, rồi xong từ cái lượng thấp mình tăng lên từ từ. Là tại sao nếu mà mình cho cái lượng cao quá đó thì nó làm cho bệnh nhân khó chịu lắm, nó làm cho chóng mặt, làm cho bệnh nhân bù nôn muốn ói. Mấy cái động tác này, mấy cái triệu chứng này làm cho giống như bệnh nhân lắm, như là tưởng là đau bao tử, nhưng mà không phải, nó làm cho mình nó làm cho cái ảnh hưởng cái dây thần kinh, nó làm cho mình muốn ói, đúng không? Hay chi người ta phải cho cái lượng nhẹ. Hay chi nếu mà bệnh nhân mà uống cái thuốc này á, gabapentin á, thì bắt đầu một lượng rất là thấp, 100 mg, tăng lên từ từ, nhưng mà mình phải kiên nhẫn uống, là mình uống đều đều nó sẽ bớt từ từ cái nóng lạ, cái nóng của cái bàn chân của bác nha. Hay chi hy vọng trả lời được cho bác cái này nha.